À, tại vì thiếu tiền, ta phải làm sao? Làm giàu như Buffett thánh cổ phiếu. Để trở thành như Warren Buffett, bạn cần thực hiện một số bước sau. Đầu tư vào các công ty có tiềm năng tăng trưởng. Buffett thường chọn đầu tư vào các công ty có cơ sở tài chính mạnh mẽ, lãnh đạo tốt và có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Mua vào giá thấp và giữ lâu dài. Buffett thường mua vào khi giá cổ phiếu đang ở mức thấp và giữ cổ phiếu đó trong thời gian dài để hưởng lợi từ sự tăng trưởng của công ty. Học hỏi từ kinh nghiệm, Buffett thường đọc sách, tìm hiểu về các công ty và thị trường để có kiến thức và kinh nghiệm gợi ý cho quyết định đầu tư của mình. Kiên nhẫn và tự tin. Buffett luôn kiên nhẫn và tự tin vào quyết định đầu tư của mình, không để bị ảnh hưởng bởi những biến động ngắn hạn trên thị trường. Đa dạng hóa đầu tư. Buffett không đầu tư quá nhiều vào một công ty mà đa dạng hóa portfolio đầu tư để giảm rủi ro và tăng cơ hội sinh lời. Tuy nhiên, để trở thành như Buffett cần phải có kiến thức, kinh nghiệm và sự thông minh trong việc đánh giá và chọn lựa đầu tư, cũng như cần phải có sự kiên nhẫn và nhất quán trong việc thực hiện.